Xin chào, rất vui khi gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn 30 mẫu vẽ trên móng tay. Hello, I'm really happy to see anyone come back to my channel. Today I'm introduce to everyone about 30 nail art design. It's really pretty and easy how to do it. Take a look one by one, please. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm vào đăng ký cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tới. Thank you for watching my video. Please subscribe, support for my channel. Thank you very much. Bye bye and see you for next time.